chào quý vị, Khả Như, Vĩnh Thiên Kim đã quay trở lại một lần nữa rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá khẩu vị của Vĩnh Thiên Kim nha. Mình đi đâu? Mình đi đâu? Mình đi đâu? Mình đi đến cái tủ lạnh đặc biệt của chương trình. À, tủ lạnh. Theo chân Khả Như nha. Và đây là cái tủ lạnh đặc biệt của chương trình. Đặc biệt bởi vì nó chứa rất nhiều đồ ăn như các sao. Là chứa đồ ăn toàn thế giới luôn. À, toàn thế giới luôn đó. Tại vì sao là khi mà mình sao là có sao Việt Nam nè, sao ở Cà Mau nè, Vĩnh Long. Vĩnh Long hả? À, Vĩnh Long có món gì ta? Vĩnh Long có món gì? Bây giờ mở cái tủ lạnh ra mới biết. À, giờ mở ra nha. Trong đây có gì? Có đồ ăn. Đồ ăn nhưng mà được sống hay là chín? Có con sống thì nó nhảy ra, còn con chín nó ngồi yên. Được không, nó có con rắn trong đó nha. Không có không? Trời ơi, đây là một chương trình khẩu vị ngôi sao. Giờ mở ra nha. Có sao không? Không có sao hết. Sao không? 1, 2, 3. Wow. Một cái tủ lạnh rộng rãi chứa rất nhiều đồ ăn. Gà. Gà để sẵn, gà muốn làm gì cũng được. Bình thường hay ăn cánh gà hả? Kim thì thích ăn đùi hơn. Có đùi không? Đùi gà. Ủa, ê, nó nghe nè. Nó chôm chôm nó nè. Ủa, là sao? Cái món này chôm chôm với gà làm Kim nhớ đến một lần đó là Kim đi lưu diễn ở miền Trung. Mà ở miền Trung thì thường là đồ ăn sẽ không hợp khẩu vị ở trong miền Nam của mình. Thế là Kim đi ra ngoài là Kim chỉ biết là ăn cơm gà không à. Nhưng mà một ngày nọ cái Kim nói anh quản lý của Kim á, là nói anh ơi ăn gà hoài bây giờ em ngán quá. Sao bây giờ, tại vì mình đi tới một tháng lận mà bây giờ mới có nửa tháng à. Thế là ảnh mua chôm chôm về, anh ấy hôm nay là anh sẽ làm cho em một cái món mà đặc biệt, đó là gà hầm chôm chôm. Gà hầm chôm chôm hả, nghe lạ quá vậy trời. Rồi ăn được không? Thì ban đầu Kim cũng nói ủa cái gì, cái món gì lạ quá gì. Em nói thì để anh làm cho em thì em sẽ ăn thử coi. Thế là Kim vào bếp thấy anh làm ăn rất là ngon. Wow, vậy là chúng ta đã biết thêm được một món, đó là gà hầm chôm chôm nha. Tí nữa sẽ tiết lộ rõ hơn con nấu như thế nào nha. Ở đây còn món gì Kim thích nữa không? Có món này nè. Này được nè. Nho trái cây. À, trái cây đặc biệt thích trái nho hả? Không thích nhiều lắm, nhưng mà đặc biệt là trái cây thì thường là nó sẽ giúp mình giảm cân được, đẹp da nữa. Hồi nãy Kim có tiết lộ với Như là phải tranh thủ ăn trái cây nhiều trong lúc làm việc. Như thế đó sẽ là giữ được chất của mình cũng như là da đẹp. Bị trang điểm nhiều nè, ăn trái cây nhiều tốt đúng không? Ăn luôn không? Rồi giữ luôn đi.